Vâng, Vespa và Honda SH Tuấn Cường 148 150 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Quay trở lại, lời đầu tiên Tuấn Cường xin gửi lời chào và chúc toàn thể quý cô chú anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp của Tuấn Cường có một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình người thân. Và hãy ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh YouTube cũng như các bài đăng của Tuấn Cường trên Zalo, Facebook, Fanpage nha. Rồi, và thưa quý vị anh chị em, trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì Tuấn Cường sẽ lướt qua tất cả những sản phẩm Vespa cũng như SH đang được bày bán tại địa chỉ của Tuấn Cường trên Phú Nhuận, và báo giá lần lượt từng chiếc một cho quý vị anh chị em trong buổi live ngày hôm nay. Đó, chính vì thế quý vị anh chị em hãy ủng hộ Tuấn Cường một like, một chia sẻ nhé. Và quý vị anh chị em có nhu cầu sản phẩm nào, tầm tiền nào và màu gì thì hãy chụp lại màn hình inbox cho Tuấn Cường hoặc để lại số điện thoại cho Tuấn Cường. Tuấn Cường sẽ kết nối và gửi thông tin chi tiết cái xe đó cho quý vị anh chị em qua Messenger hoặc Zalo nhé. Rồi, và bây giờ Tuấn Cường đi vào chiếc đầu tiên, đó là chiếc Vespa Spin 125 ABS động cơ Z. Con này là vừa mới về luôn anh chị em nhé. Bản xám xi măng rất là đẹp luôn quý vị anh chị em. Đó, xám xi măng kết hợp với cả đen sport. Bản có ABS này, động cơ Z này. Đó, cổng sạc USB và rất là mới luôn anh chị em. Mặc dù chưa rửa nhưng mà Tuấn Cường cũng báo giá luôn cho anh chị em. Giá chỉ có 53.500 thôi nhé. Đó, rồi. Và chiếc thứ hai là một chiếc cũng Vespa Spring đỏ nhám, phiên bản cao cấp, và đồng thời con xe này rất là mới. Con xe này thì còn dán keo nguyên con như quý vị anh chị em đã thấy đây. Đó, còn dán keo nguyên con luôn nhé. Đấy. Và xe được mua tại Vespa Spa. Đấy, biển số quận 6 rất là đẹp, màu đỏ nhám, sơn chống xước. Giá bán cho anh chị em giá chỉ có 58.500 thôi. 58.500 là đã bao gồm công chứng giấy tờ cho quý vị anh chị em hết. Tất cả các chi tiết là bao cho anh chị em. Bảo hành máy 12 tháng nhé. Rồi. Và ở phân khúc tầm tiền thì có 35.500 thôi là quý vị anh chị em đã sở hữu được một sản phẩm Vespa Primavera phiên bản trắng xanh, kết hợp những điểm nhấn rất đẹp như mâm xanh, viền xanh. Đó, và tất cả các chi tiết là cũng liên lạc sạch sẽ, bảo hành máy 12 tháng, bao công chứng giấy tờ, bao ship xe cho anh chị em, hai kiến chìa khóa đầy đủ nhé. Đó, 35.500 cho một phiên bản Vespa Primavera 3VE tiết kiệm xăng. Đồ chơi cũng cực kỳ là đẹp. Đó, cẳng tay dắt đằng sau cũng được sơn tĩnh điện anh chị em nhé. Các viền điểm nhấn là đều được sơn tĩnh điện, màu xanh nhám rất là cá tính luôn. Đó, chỉ có 35.500 thôi. Quý vị anh chị em hãy liên hệ ngay cho Tuấn Cường để sở hữu em nó nhé. Đó, đó là chiếc thứ ba. Và một bản cao cấp hơn nữa, đó là một bản Vespa Primavera bản du thuyền. Đó, hay còn gọi là bản Dress Coupe. Thì cái dòng này thì nó cũng đã khác biệt rất nhiều so với các cái dòng kia. Ngoài là đèn LED 2 tầng này, đó, nó còn có cái tem đặc trưng, tem giới hạn của nó. Đấy, tem Dress Coupe. Và các cái điểm nhấn của chiếc xe này thì cũng là một màu xanh độc đáo, từ da yên cho đến tem. Đó, rồi là tất cả các cái phần mềm cao cấp. Đó, mâm là cũng khác nha anh chị em. Thì Tuấn Cường cũng đã có so sánh một video cho quý vị anh chị em rồi. Đó là con du thuyền. Rồi, tiếp đến một con bản trung cấp và bình dân nữa cho anh chị em, cũng chỉ có 35.500 thôi. Phiên bản màu hồng cánh sen kết hợp cả viền đen, Vespa Primavera 3VE tiết kiệm xăng, với mức giá 35.500. Quý vị anh chị em đã sở hữu được em nó, và Tuấn Cường bao công chứng giấy tờ cho quý vị anh chị em. Đó là chiếc tiếp theo, biển số cực kỳ đẹp luôn anh chị em, 27729. Đó, biển tiến đều đẹp, số gánh nhá. Đó, 35.500 anh chị em. Rồi, và một phân khúc của dòng Super GTS chính chủ, một chủ, biển số thành phố Thủ Đức, màu đỏ nhám cực kỳ đẹp luôn anh chị em nhé. Đó, xe này là bản cao cấp có thắng ABS này, rồi động cơ IZ này, và đặc biệt nước sơn là một dàn áo màu đỏ nhám sơn chống xước, mà giá cực kỳ hợp lý, 56.500. 56.500 cho một phiên bản đỏ nhám động cơ IZ nha anh chị em. Đời cao rồi đó.
và bán giá bình dân, bao công chứng giấy tờ, và đã được lắp thêm một cái gác để chân dành cho người ngồi đằng sau. Đó, anh chị em đến buổi hôm nay là rất là hợp lý, đại hạ giá luôn. Rồi, một cái đỏ nhám 2021, đỏ Seri Spring, phiên bản cao cấp. Đó, đèn LED 2 tầng. Và một con màu hồng 2022, đi 700 km, 73.500.000, màu hồng cánh sen, phiên bản cao cấp nhất hiện nay của dòng Vespa Spring, đó là bản ABS 2022. Rồi, kế đến một con màu vàng 2020, đó, rất là đẹp luôn anh chị em, vàng đen. Ba sản phẩm này là ba sản phẩm lướt lát như mới luôn nha anh chị em, toàn chạy 1.000-2.000 km. Đó, như con hồng là chỉ có 700 km thôi. Rồi, và tiếp nữa là một sản phẩm 2021 màu xám ghi cực kỳ đẹp. Đèn LED 2 tầng trước sau, động cơ Z thắng ABS phiên bản cao cấp. Nói chung là lướt lát như mới, chưa hết roda. Giá bán anh chị em chỉ có 69.500.000 thôi nhé. 69.500.000 cho một chiếc xe phiên bản cao cấp. Và kế bên em nó là một chiếc Vespa GTS 300cc. Dòng này là 300cc, biển số A. Bản này là động cơ HPE. Đó, động cơ HPE và phiên bản cao cấp nhất của dòng Vespa GTS hiện nay anh chị em nhé. Rồi, và bản này thì cũng đã có tích hợp thêm một cái mặt đồng hồ đời mới. Đó, đồng hồ FPT và bản LC rất là đẹp, hiển thị như xe hơi luôn. Đó, giá là 119.000.000. Và đây là một sản phẩm Medley cũng của dòng Piaggio phiên bản cao cấp, 150cc, màu trắng đen sport, giá cực kỳ hợp lý với mức giá chênh nhau xe mới rất nhiều, chỉ có 77.500.000. 77.500.000 cho một phiên bản Medley. Đó, cao cấp và đồng thời 150cc anh chị em nhé. Đấy, bản Medley S 150cc mà phiên bản cao cấp. Rồi, rồi tiếp đến một phiên bản Medley ở phân khúc tầm trung hơn 30.000.000, là một chiếc xe Medley, cũng là thắng ABS, cũng là động cơ Z, nhưng bản này chưa có đèn LED 2 tầng cho nên là rẻ hơn rất nhiều, chỉ có hơn 30.000.000 cho một sản phẩm 2018 form cũ nha anh chị em. Đấy, và trong cái clip trên kênh YouTube Tuấn Cường cũng đã so sánh hai bản này với nhau, và hôm nay Tuấn Cường báo giá cho anh chị em. Và hiện tại thì Tuấn Cường còn một số sản phẩm Vespa 150 cũng dòng GTS, đen nhám, đèn LED 2 tầng trước sau, 2021, màu đen nhám, bản 150 mới là 135.000.000, và con này Tuấn Cường bán cho anh chị em mới mức giá chỉ có 85.500.000 thôi, 85.500.000 cho một chiếc xe Super GTS phiên bản cao cấp 2021, động cơ 150cc và là bản cao cấp nhất rồi nhé. Rồi, và cạnh em đây là một chiếc Z3 Spring trắng đen Sport 2019, thắng ABS, động cơ Z, cổng sạc USB. Đặc biệt chiếc xe này là trắng đen Sport luôn anh chị em. Giá bán cho anh chị em với mức giá chỉ có 57.500.000. 57.500.000 cho một siêu phẩm Vespa Spring bản 125 ABS luôn nhá anh chị em. Đó, trắng đen Sport luôn. Rồi, và một chiếc SH 2022 150 ABS bản cao cấp nhất hiện nay của dòng SH 150, đó là đỏ đen sport và rất nhiều đồ chơi ở chiếc xe này. Đó, dàn áo của 300, anh chị em là không thích thì có thể làm áo zin. Bán cho anh chị em 100.000.000 bao công chứng nhé. Đói, khuyến mại đồ zin theo xe luôn. Đấy, và tiếp đến là một form cũ 2017 đen nhám. Bản này là 150 với mức giá chỉ có 77.800.000 đồng thôi. 77.800.000 đồng cho một chiếc xe SH bản đen nhám rất đẹp, form cũ và hiện nay không còn sản xuất nữa anh chị em nhé. Đó. Rồi, và lại là Piaggio với một sản phẩm 150 bản đen nhám cao cấp. Đó, đèn LED 2 tầng trước sau. Đó, cũng đồng hồ LG và hiển thị FPT rồi nhé. Đó, đen nhám Sport 150 bản S.
giá 81.500.000 nha anh chị em. Đấy, thưa quý vị, à đấy, từ nãy tới giờ là chưa đi hết được một hàng của những cái gian đầu tiên, thì Tuấn Cương cũng đã gửi tới một số cái phần báo giá những chiếc xe mới về cũng như những chiếc xe đang được bày bán tại đây. Thì quý vị anh chị em thân mến, anh chị em có nhu cầu con nào thì để lại comment cho Tuấn Cương nhé. Rồi, và lại quay lại trở lại với phân khúc vừa tiền, một chiếc Vespa S. Đây, bản này là bản màu cam. Vespa S là đèn vuông. Đó, IE tiết kiệm xăng, rất là đẹp. Bản này rất cá tính luôn và cực kỳ hiếm, không còn sản xuất nữa. 27.500.000. Đó, rất bình dân, 27.500.000 nhá. Rồi. Và kế bên em nó là một con Liberty, nhiều quá không nhớ tên. Con này là con Liberty bảo màu đỏ nhám Sport. Đấy, anh chị em thấy hình thức như xe mới, toàn những xe lướt lát thôi nhá. 37.500.000, 2020. Xe đi chưa hết rốt đa, còn bảo hành 24 tháng. Và một em nữa 34.500.000, Primavera màu đỏ cherry, rất đẹp nha anh chị em. Con này là màu đỏ cherry với phân khúc 34.500.000. Đó, anh chị em ở phân khúc nào thì comment cho Tuấn Cương ở phân khúc đó, và cần màu, cần phong thủy thì cũng cứ liên hệ cho Tuấn Cương sẽ hỗ trợ đổi màu theo phong thủy cả xe lẫn cả vẹt cho anh chị em luôn nhé. Rồi, và lại quay trở lại với cả dòng SH, thì con SH150 màu đen Sport. Đó, mâm đen, lốc đen, thụt đen và dàn áo màu đen tuyền, rất đẹp luôn anh chị em. 2021 mà giá chỉ có 88.000.000 thôi nhá. Đó, rất là mới luôn. Bao anh chị em xài, bao quay đầu, bao công chứng giấy tờ, bao ship xe luôn anh chị em. 88.000.000, bao công chứng giấy tờ luôn nhá. Rồi, và một con đỏ cũng 2021, 150 màu đỏ nhám, bản 150 ABS. Đó, rất đẹp, trong tình trạng cực kỳ mới, chưa hết rô đa luôn nhá anh chị em. Toàn những dòng lướt lát giá êm trong cái buổi live ngày hôm nay cho anh chị em. Đó, giá là chỉ có 98.500.000 thôi. Đây là toàn những sản phẩm Tuấn Cương đã kiểm tra kiểm định rất kỹ rồi. Chính vì thế Tuấn Cương bán là bao cho anh chị em xài, bảo hành, bao test hãng nhá. Nếu cầm về anh chị em cầm xe về mà mang đi ra hãng hỏi mà nó bảo bổ máy, chẻ máy hoặc tai nạn ngập nước là Tuấn Cương hoàn tiền nhá. Rồi, một bản xám xi măng cũng 150 ABS mà giá chỉ có 105.000.000, đã bao gồm công chứng giấy tờ cũng như bao sang tên tại Sài Gòn cho anh chị em là 105.000.000. 105.000.000 cho một sản phẩm xám xi măng đã bao gồm ra tên đổi chủ chính chủ cho quý vị anh chị em rồi. Đó, quý vị anh chị em cần con nào comment cho Tuấn Cương, chụp lại màn hình gửi cho Tuấn Cương nhé. Rồi, và một tông màu trắng đen nữa, đó là 150 2021 93.500.000 anh chị em nhé. 150 2021 mà chỉ có 93.500.000, không ở đâu có giá này luôn, bao anh chị em cả Sài Gòn này luôn nhé. Với điều kiện xe không lỗi, xe đẹp, xe zin 99,97%, 93.500.000. Đó, trong khi đó xe mới là 120.000.000 anh chị em nhé. Và bao cho anh chị em xài luôn. Đấy, xe mới tinh tinh. Đó, ốc tán 7 màu dàn lông, ốc tán là zin từ A đến Z luôn, mới lột keo, đầy đủ phụ kiện theo xe, một con xe cực kỳ mới luôn. Và lại quay trở lại với GTS bản ABS màu trắng 2018. Con này là bản cao rồi nha anh chị em, đã có thắng ABS và động cơ EZ, và đặc biệt chiếc xe này rất mới luôn. Đấy, xe như một chiếc xe mới ở trong hãng luôn mà giá cực kỳ hợp lý, 59.500.000. 2018 thắng ABS động cơ EZ luôn anh chị em nhé. Đó, 59.500.000, rẻ so với lại xe mới là chênh nhau một nửa tiền luôn, hơn một nửa tiền luôn mà như một chiếc xe mới vậy anh chị em. Đấy, những cái dòng GTS này thì hiện tại Tuấn Cương còn khá nhiều, 150, 125 đều có hết. Đấy, và đây là một con màu đen và một con màu xanh, Tuấn Cương sẽ báo giá cho anh chị em. Đấy, con màu đen này là 3VE tiết kiệm xăng 2015. Đó, cũng là dòng super mà giá chỉ có 33.500.000 thôi nhá. Xe bao đẹp luôn anh chị em. Đấy, riêng về phần dàn áo là còn tới 90%. Đấy, kiến này, chìa khóa này. Đấy, đặc biệt da yên là còn zin theo xe này.
tất cả các cái chi tiết rất là liên lạc, từ đèn rồi ốc tán là theo xe hết nhá. Tem rất là đẹp, biển số cực kỳ đẹp nữa luôn. Đấy, 33.500.000. Và bên cạnh đây là một con 2016, biển số rất là đẹp, màu xanh. Màu xanh này là xanh đá, màu xanh của xe 946. Thì con này nhỉnh hơn một chút, 35.500.000. Đấy, rồi quay trở lại với cái phân khúc hơn 30 triệu thì còn có thêm một sự lựa chọn, đó là một chiếc xe màu xám xi măng cho quý vị anh chị em đây. Rất vừa tiền luôn, 35.500.000, cực kỳ hợp lý. Và biển số lại còn tiến đẹp, đuôi 69 nữa anh chị em. Primavera phiên bản 3VE nhá, màu xám xi măng, biển số đẹp, xe đẹp, zin 100% về máy và đồ, sơn có dặm tút. Đấy, bán 35.500.000 bao giấy tờ công chứng cho anh chị em. Đó, hai chìa khóa, hai kiến đầy đủ, bảo hành 12 tháng về máy cho anh chị em. Tất cả các chi tiết Tuấn Cường bán đều bao cho anh chị em nhá. Đấy, bao đổi trả nếu phát hiện xe lỗi luôn. Đó, 30 mấy triệu thôi đã có một con xe cực kỳ đẹp, màu hot, phiên bản tiết kiệm xăng. Đấy, rồi, đó là những cái sản phẩm vừa. Và đây là một sản phẩm cao cấp hơn chút nữa, một chiếc xe Medley 2021. Đấy, màu đen nhám, bản S, ABS luôn anh chị em nhé. Đó, đèn LED 2 tầng trước sau, các cái chi tiết là không khác gì một chiếc xe ở trong hãng luôn anh chị em. Và bán ở mức giá chỉ có 69.500.000 đồng, trong khi đó xe mới là 90 mấy triệu luôn anh chị em nhé. Đấy, bản này cao cấp, đồng hồ LG. Đấy, còn thêm remote này, hai chìa khóa này. Nói chung là không khác gì một con xe mới, còn nguyên cả sổ bảo hành cho anh chị em bao xài 24 tháng nữa nhé. Đó. Và đặc biệt chiếc xe này thì còn được cái biển trung tâm quận 3 và biển đuôi 89 nhé. Anh chị em mua là xe đẹp, biển dễ nhìn, chạy lướt lát. Và những cái dòng xe ở đây ấy, thì Tuấn Cường đã kiểm tra kiểm định hết rồi. Đây, và ở bên trong kho này còn một số xe nữa, thì Tuấn Cường tiện để lướt qua một vòng cho anh chị em nữa. À, đây là con màu cam 2018, bản này là bản cam đen và bản cao cấp rồi anh chị em. Có ABS này, động cơ EZ này, cổng sạc USB này, ấn nút mở yên, nói chung là bản cao cấp. Đấy, giá bán thì rất là êm ái cho anh chị em một con xe động cơ EZ 57.500.000 nhé. 57.500.000 cho một sản phẩm cực kỳ đẹp luôn, cam đen sport luôn anh chị em. Đấy, rồi, một con xe 2016 3VIE màu trắng, xe tuyệt đẹp, phải nói là tuyệt đẹp, zin từ A tới Z. Đấy, dặm mỗi tí mỏ rè sơn thôi, còn máy với đồ đoàn zin hết nha anh chị em, từ chìa khóa cặp kiến không thiếu gì luôn. Giá chỉ có 36.500.000 thôi, 36.500.000 cho một phiên bản cao cấp xe đẹp, biển số cũng khá là đẹp, biển số tiến luôn nhá, 01272. Đó, biển rất là đẹp, biển tiến đều luôn. Và một chủ từ đầu luôn, mua bán là bao công chứng. Đấy, hỗ trợ anh chị em rút hồ sơ sang tên toàn quốc luôn nha anh chị em. Và một chiếc Vespa Red Coupe. Đấy, con này là bản Z Coupe hay là bản gọi du thuyền. Thì lúc đầu video Tuấn Cường cũng đã có một con để ngoài sân, và con này là con mới hơn. Con này là 2020, cũng là cái bản Z Coupe như vừa nãy đấy. Đầy đủ phụ kiện theo xe, xe là đi 5.000 mấy, đèn LED. Đấy, và các cái điểm nhấn thì nó khác với những cái bản thường. Bản này là bản Z Coupe, bán cho anh chị em là 59 triệu, bao công chứng giấy tờ, bao hỗ trợ anh chị em sang tên đổi chủ toàn quốc luôn nhé. Rồi, và nữa, một con GTS nữa, Super GT màu xanh. Con này là bản 150 nhé. Vừa nãy con xanh là 125, con này là 150 anh chị em. Đó, bản 150 2016. Và cái bản 150 này thì cực kỳ hiếm luôn, lại còn màu đẹp. Đấy, và xe thì máy zin, sơn có dặm tút, đồ đoàn zin hết, bao không tai nạn ngập nước nhá. Đấy, bao hết cho anh chị em toàn phần cái xe luôn, là xài bao xài luôn. Mà biển số cũng rất là dễ nhìn, 150 3V tiết kiệm xăng mà giá chỉ có 45.500.000 anh chị em. 45.500.000 là anh chị em đã sở hữu được một chiếc xe Super GTS 150cc rồi. Đó, đây là những chiếc xe Tuấn Cương để ở bên trong. Thì anh chị em mà mua thì cứ liên hệ, để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận cho Tuấn Cương. Và đây mới là gian hàng thứ 2
nhé. Còn ba gian hàng nữa, đây là gian hàng thứ nhất Tuấn Cương quay vào sâu ở bên trong đấy, và còn một số các cái dòng sản phẩm xe ở các cái bên kia nữa. Và đây một bản cao cấp nữa Tuấn Cương muốn gửi tới anh chị em, đây vừa mới về Super GTS 150 nhé, 150 và đời khá là cao 2021, đèn led 2 tầng trước sau, bản đen bóng, gọi là huyền thoại luôn anh chị em. Xe này thì đã được lên một cái yên, yên này là yên zin nha anh chị em, yên này là 7 triệu một cái yên này. Anh chị em nào không thích yên này thì có thể lắp cái yên zin, Tuấn Cương còn cái yên zin của nó nữa nhá, nhưng mà riêng cái yên này là 7 triệu này. Đó, anh chị em nào mà hay chơi cái dòng xe này là biết rồi, da rất là mềm, dành riêng cho cái dòng xe Super GTS thôi đấy. Và lên được 4 quả xi nhan, mặc dù bản này là bản cao cấp có đèn led 2 tầng rồi nhá, động cơ EZ rồi, và được một cái thụt ô lìn nữa, lên được một cái thụt trước ô lìn nữa đấy. Và 150 2020 xe mới hiện tại là 135 triệu, mà con này Tuấn Cương bán cho anh chị em chỉ có 78 triệu 500 thôi nhá, chưa đến 80 triệu đâu, 78 triệu 500 cho một sản phẩm xe đẹp, màu hot, một số đồ chơi rất là đẹp luôn anh chị em. Đấy, anh nhìn chị Yên rất là đẹp luôn. Rồi lại được cái thụt trước ô lìn nữa nhá. Anh chị em có nhu cầu thì cứ điện thoại cho Tuấn Cương, số điện thoại trên màn hình quý vị anh chị em. Đấy, và dòng Honda và SH thì Tuấn Cương đều bảo hành cho anh chị em theo tiêu chuẩn nhà máy. Đó, đó là những chiếc xe mà Tuấn Cương báo sơ giá qua cho quý vị anh chị em trong cái thời gian đầu của video rồi. Đấy, còn từ đây về sau thì Tuấn Cương cũng lại giới thiệu với quý vị anh chị em những chiếc xe ở những cái gian hàng bên kia nữa. Đây mới là một gian hàng đầu tiên Tuấn Cương. Anh chị em cũng thông cảm là hôm nay nó rất là chật nha anh chị em. Anh chị em không ấy thì Tuấn Cương không bỏ ra ngoài, cho nên là để ở trong này thì Tuấn Cương chỉ quay sơ sơ như vậy, báo giá sơ cho vẫn như vậy cho anh chị em thôi. Anh chị em nào mà có nhu cầu con nào thì cứ chụp lại màn hình cho Tuấn Cương, và có thể đến cái địa chỉ của Tuấn Cương đây, 148-150 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, và tất cả các cái dòng sản phẩm xe mà Tuấn Cương đã đưa về đây ấy, bán là đều có bao bảo hành cho anh chị em theo tiêu chuẩn nhà máy này. Đấy, và những cái sản phẩm này là đều có chính chủ công chứng mua bán sang tên, rút hồ sơ đi tất cả các vùng miền nha anh chị em. Đấy, và đây là gian hàng thứ tư thì Tuấn Cương lướt qua một vòng thôi, bởi vì cái thời lượng cũng không cho phép video dài. Thì đây là những cái sản phẩm mà Tuấn Cương đang bày bán tại địa chỉ trên Phú Nhuận, 4 gian hàng. Hy vọng là anh chị em có được những sự lựa chọn ưng ý nhất, và với cái tầm tiền nào thì quý vị anh chị em cũng có thể lựa chọn cho mình được chiếc xe khi đã đến với Tuấn Cương. Đủ các loại màu sắc sặc sỡ này, đa dạng phong phú về mẫu mã này, kiểu dáng này. Đó, và toàn những dòng cao cấp màu đẹp, rồi những dòng phổ thông màu hot, và những chiếc xe ở phân khúc nào Tuấn Cương cũng có thể phục vụ quý cô chú anh chị em được. Đấy, đấy là một cái mà Tuấn Cương khẳng định với quý vị anh chị em khi đến với Tuấn Cương. Và đặc biệt những cái dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng cho quý vị anh chị em. Rồi hai nữa là bên Tuấn Cương nhiều xe với các cái dịch vụ như sang tên, đổi chủ cho khách hàng, rút hồ sơ cho khách hàng này. Đấy, và đặc biệt là anh chị em mua mà thích màu thì Tuấn Cương sẽ làm màu theo phong thủy cho quý vị anh chị em. Đấy, không những đổi màu xe mà còn đổi cả màu cà vẹt cho anh chị em yên tâm xài. Đó. Và thưa quý vị anh chị em thân mến, anh chị em nào mà ở Sài Gòn hoặc là ở tỉnh mà muốn Grab đến chỗ địa chỉ của Tuấn Cương thì rất là dễ. Đây là cái ngã tư Phan Đăng Lưu và Phan Xích Long anh chị em nhé. Đó, cái đằng trước là Phan Đăng Lưu và Phan Xích Long, và ngay bên cạnh đấy là đây là cửa hàng của Tuấn Cương với 4 gian hàng, rất nhiều các cái sản phẩm SH cũng như Vespa đang được bày bán tại đây. Đấy, và hy vọng sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của quý vị anh chị em. Rồi, và bây giờ quay trở lại với phần báo giá thì Tuấn Cương lên với quý vị anh chị em một sản phẩm nữa, đó là một sản phẩm đi có 800 km 2022, màu vàng đen sport rất đẹp luôn anh chị em, giá 74 triệu 500
Nhưng riêng tiền đồ chơi và chiếc xe này đã là 7 triệu rồi anh chị em nhé. Đó, tất cả cảng quay, rồi cảng tay dắt sau, động cơ EZ đời mới nhất hiện nay luôn, màu hot nhất hiện nay. Và đồ chơi cũng kín xe luôn anh chị em, không thiếu bất cứ một món nào trên cái xe này luôn nhé. Đấy, chủ xe mua là đã trang bị đầy đủ. Đấy, cảng trước, cảng sau. Đó, rồi 74 triệu 500. Và lại phân khúc vừa tiền với quý vị anh chị em. Một cái chiếc xe Primavera phiên bản mới, màu mới, đỏ cam, với mức giá 35 triệu 500 nhá. Đấy, và còn đây là cái gian hàng thứ hai. Thì từ đầu video rồi anh chị em cũng đã thấy là với 4 gian hàng thì Tuấn Cương còn rất là nhiều xe, mà trong khi đó cái thời lượng Tuấn Cương cũng đã hết. Đấy, Tuấn Cương lên mỗi buổi live như hôm nay là rất là dài, với nửa tiếng đồng hồ thì nó quá dài cho một cái video đấy, và nó không có tiện cho quý vị anh chị em theo dõi được. Thì trước khi kết thúc cái buổi live thì Tuấn Cương lướt qua một cái gian hàng nữa cho anh chị em. Đây là những cái sản phẩm toàn lướt lát như mới, 125, 150 nhá, đều có hết, cho tới dòng sản phẩm GTS 300cc đều có hết cho quý vị anh chị em lựa chọn. Đấy, chính vì thế quý vị anh chị em có nhu cầu thì cứ để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận, hoặc là để kết nối với Tuấn Cường số Zalo, số điện thoại trên màn hình của quý vị anh chị em. Và đặc biệt anh chị em nào ở Sài Gòn thì có thể tới trực tiếp cái địa chỉ của Tuấn Cường trên màn hình quý vị anh chị em. 148 150 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý khách hàng 24/7. Tuấn Cường mở cửa từ 7:30 cho tới 21 giờ tất cả các ngày trong tuần. Đó, đó là những cái mà Tuấn Cường muốn gửi tới quý vị khách hàng. Những anh chị em nào ban ngày bận mãi không đi xem được thì đến với Tuấn Cường trong buổi tối nhé. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị anh chị em trên địa chỉ